Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện mà người phụ nữ, người con dâu chia sẻ về cái câu chuyện của mình. Cô ta đã ăn ở trong nhà của là bên phía chồng. Và trước khi vào câu chuyện này, tôi không quên gửi tới các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Đây là chi tiết của câu chuyện. Một đêm cố thủ ở phòng bố chồng, đời tôi một phát lên tiên. Và tôi mong đây là một câu chuyện hay, ý nghĩa, gửi tới các bạn. Cô chú anh chị gần xa nghe, thưởng thức và bình luận chia sẻ câu chuyện này. Thưa các bạn, cô ta chia sẻ như thế này: ngày tôi bước vào nhà chồng, có đến 8 con mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Nhìn xong tất cả đều ném cho tôi một cái nhìn khinh khinh. Tôi tủi thân lắm. Dù sao tôi cũng đã bước chân vào gia đình này với tư cách là con dâu. Thế mà tôi chẳng có cảm giác nào thân thuộc cả. Chồng tôi là con trai út. Phía trên anh còn có một người anh trai. Chị dâu của chồng nhà giàu lắm. Nhà chồng tôi cũng khá giả. Nhưng gia cảnh nhà tôi thì không được sung túc. Bố mẹ tôi là nông dân, quanh năm suốt tháng chỉ biết cấy lúa. Tôi may mắn được đi học rồi sống ở thành phố, chứ bố mẹ tôi cả đời đã được biết thành phố là cái gì đâu. Thế nên tôi, một đứa con dâu quê mùa, bước được vào cái gia đình quyền quý, đầy đủ, và mọi người đối xử giống như việc bình thường là rất khó khăn. Mẹ chồng, chị dâu, anh chồng, bố chồng nhìn tôi như vật thể lạ. Mẹ chồng lắc đầu ngán ngẩm bảo: chả biết sao thằng Lâm nó kiếm được một con vợ quê mùa một cục, chả xứng đôi vừa lứa như thế. Tôi cảm nhận được mọi người trong gia đình chồng không ưa gì mình. Bà chị dâu, tiểu thư và mẹ chồng, họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét từng tí một. Tôi làm gì họ cũng chỉ, kể từ việc nấu ăn cho đến dọn nhà. Nhưng có lẽ đau nhất vẫn là việc hai người đó cứ đem gốc gác của tôi ra để bàn luận. Đợt đó nhà có khách, chị dâu chồng đang ngồi ngoài phòng khách tiếp khách với mẹ chồng tôi. Như thường lệ, tôi mang trà ra mời thì người khách đon đả hỏi: đây có phải là con dâu thứ hai của bà không? Nhìn khéo thế, ngay lập tức mẹ chồng tôi nói luôn: con dâu gì, thằng Lâm nhà tôi mù mắt, cưới nhầm con ô sinh về ấy mà, ai vào cùng hỏi. Tôi lúng túng đánh rơi cả chén trà xuống tấm thảm cao cấp. Tệ hơn nữa, nó còn vương lên cả chân của bà chị dâu. Chị ta hét lên như đỉa phải vôi: bỏng chân con rồi mẹ ơi. Thế là cả hai mẹ con la hét òm tỏi. Bà khách nhìn thấy thế cũng hoảng, còn tôi thì như kẻ tội đồ đang chờ phán quyết. Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn rất là căng thẳng như thế mãi nếu như bố chồng tôi không gặp tai nạn. Nhà chồng tôi nhốn nháo cả lên. Bình thường bố chồng là người có tiếng nói nhất trong nhà, tài chính ông cũng đóng hết khi ông nằm trong bệnh viện. Chỉ có tôi và mẹ chồng là năng đi lại chăm sóc trong nông ông. Còn bà chị dâu của chồng tôi thì cứ mãi mất hút vì lý do bận đi làm. Sau khi bị tai nạn, bố chồng tôi không đi lại được, phải nằm một chỗ trong phòng. Mẹ chồng tôi thuê ô sin để chăm cho ông, nhưng toàn được 3 ngày là đám ô sin tự động xin nghỉ việc hết. Họ bảo là sợ bố chồng tôi. Kể từ đó, công việc chăm sóc ông dựa vào tôi và mẹ chồng là chính. Hôm đó, bố chồng tôi đột nhiên lên cơn đau bụng, nôn ọe dữ dội khắp phòng. Mẹ chồng tôi sợ quá, bà vừa nhìn thấy chiến lợi phẩm của chồng là đã nôn lên nôn xuống. Tôi thấy thế chạy vào dọn sạch bãi chiến trường rồi pha nước chanh cho bố chồng uống. Đêm đó tôi cố thủ trong phòng bố chồng cả đêm vì ông cứ nôn liên tục, không ai dám bén mạng vào đó. Vì toàn mùi chua lét, tôi đã định gọi xe cấp cứu nhưng ông không chịu, bảo là chỉ khó chịu bụng một tí thôi. Mẹ chồng, chị dâu của chồng thì về phòng an giấc, chỉ có tôi là thức
chăm bố chồng. Sau đêm đó, tôi mệt bởi hơi tai, sáng dậy vào phòng thấy tôi ngủ gục trên ghế, mẹ chồng nhẹ nhàng lay tôi dậy bảo tôi về phòng ngủ. Tôi ngạc nhiên lắm, vì đây là lần đầu bà nhẹ nhàng với tôi. Bố chồng tôi đã khỏe hơn, ông cũng nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác. Hôm đó vì mệt nên tôi ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ mà tôi hoảng hốt sợ bị mẹ chồng mắng. Nhưng khi ra bếp tôi đã thấy bà chuẩn bị hết cơm canh rồi. Giọng mẹ chồng tôi đon đả: tắm rồi ra ăn cơm con dâu ơi. Tối hôm đó bố chồng tôi gọi tôi vào, đưa cho tôi quyển sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ. Ông bảo cho tôi để sau này sinh con. Tôi bảo không cần, nhưng mẹ chồng cứ nói thêm vào bắt tôi lấy. Tôi hiểu rằng sau cái đêm tôi cố thủ ở phòng bố chồng thì con mắt của ông bà nhìn tôi đã khác. Về phần bà chị dâu, nanh nặng sau khi thấy bố mẹ chồng quay sang quý mến tôi thì liên tục đành hanh tìm cách hãm hại tôi. Nhưng cũng may là mẹ chồng tôi đã quá quen với những âm mưu này nên bà hóa giải giúp tôi ngon lành. Sau một thời gian dài chinh chiến không thành, bà chị dâu ức chế quá sinh ra ở riêng. Thế là cuộc đời tôi từ đó chuyển sang một trang mới, vừa được bố chồng quý, vừa không phải đụng mặt với bà chị dâu nanh nặng. Đúng là một bước lên tiền. Vâng, thưa các bạn, tôi đọc câu chuyện này mà thấy trong lòng rất là vui. Vì một người phụ nữ, một người con gái nhà quê hiền hậu và nghèo khó bước vào lấy một người chồng mà nhà chồng rất giàu có, đây quả đều là một điều cũng rất rất là chua xót đối với cô ta trong những tháng ngày đầu tiên cô vào ở. Nhưng ở đời là vậy, chúng ta có tấm lòng tốt nhân hậu thì nhất định ông trời cũng không bạc đãi đến ai. Và cô ta cũng vì tấm lòng tốt đối xử với bố chồng trong những lúc ông ta bị tai nạn, rồi ông ta nôn là ói cả đêm, chị dâu cũng chạy, bà mẹ chồng cũng chạy, và chỉ có cô ta là người cố thủ trong phòng của ông để dọn dẹp mỗi lúc là ông là ói mửa. Và rồi cái giá mà cô ta trả đã là có, tức là bố chồng đã nhìn khi là sa ngã, sa cơ, hoặc là có chuyện gì xảy ra thì chúng ta mới biết được là người nào tốt và người nào xấu. Và ông bà đã quay ngược lại thương người con dâu nghèo này vì cô ta sống quá tốt với lại bên nhà chồng. Đây là tôi nghĩ đây là một câu chuyện quá hậu. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.